3 người bị thương sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2017 trên địa bàn phường Long Trường thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, anh Đỗ Văn Hậu, 24 tuổi, chạy xe máy chở theo vợ là chị Danh Thị Ngọc Duyên, 22 tuổi, trên đường Tam Đa theo hướng đường Nguyễn Duy Trinh đi Rạch Mơn. Khi đến đoạn gần cầu Hai Tý thuộc phường Long Trường, quận 9, xe của anh Hậu va chạm với xe máy do anh Nguyễn Hiếu Hữu Nhân, 21 tuổi, điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Hậu và chị Duyên cùng xe máy văng xa, cả ba nạn nhân đều bị thương nặng, trong đó anh Hậu và anh Nhân bất tỉnh tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.